em có nghe. Dạ, chào chị. Thì bây giờ em nghĩ sao? Cái vấn đề con cái giữa hai người thì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là hai người. Hôm nay em đi với ai ạ? Dạ, em đi với em họ em. Em xin tự giới thiệu, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Ninh. Và em xin chào ban biên tập chương trình của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là tên là Nguyễn Thị Hương, em là em họ của anh Trọng. Và anh em thì đến từ miền đất của Đắk Nông. Dạ, anh em xuống đến đây từ lúc đi từ nhà từ lúc hơn 3 giờ cơ. Xuống tới đây là 10 giờ sáng. Anh của em thì nói chung là một con người thì chân chất thật thà. Cũng rất vui khi được gặp chị. Và em cũng rất vui là khi có thể anh chị tiến tới được xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai vậy? Em đi với ba mẹ với là em trai với em dâu. Wow. Chào chào bố chào mẹ. Chào MC Quyền Linh. Chào MC Hồng Vân. Nói về vấn đề về bản thân anh đã trình bày thì ở Đắk Nông là một cái địa phận mà nó nằm ở Bình Phước. Thì nhà chúng tôi ở Bình Dương thì nó cũng không có xa xôi mấy. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện kinh tế thì anh trình bày là cũng đã ổn. Và nhìn qua thì cái gương mặt anh thì cũng sáng sủa. Đối với tôi thì tôi cũng thấy cũng rất là cũng coi như là làm được đấy. Ưng bụng đấy. Hay quá. Cho kéo rào đi để họ nôn nao quá kìa. Bây giờ mình mở rào. Mời nhà gái. Chào em. Bây giờ thì em trai giới thiệu cho bên đàn gái nghe luôn nha. Nói lớn lên, bắt đầu. Em chào anh Quyền Đình. Chào em chào chị Hồng Vân. Chào, chào bạn gái bên kia. Chào khán giả. Rồi em tên là Nguyễn Văn Trọng. Năm nay em 43 tuổi ạ. Em đến từ Đắk Nông. Quê quán em ở Hải Dương. Em sinh sống đã hai mấy năm ở Đắk Nông rồi. Đắk Nông. Em bây giờ là đang làm nông thôi, trồng cà phê tiêu với lại cây ăn trái. Lúc rảnh thì em đi xây nhà cho người ta. Ủa em ơi, em là chủ vườn trái cây hả? Dạ không ạ, em chỉ có hai mẫu để làm thôi, với lại có một cái nhà bây giờ em đang ở một mình ạ. Nói mà giật mình, em có gì em chỉ có hai mẫu thôi. Em làm nhà tốt rồi. Thế còn em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào anh bạn nam bên kia, em chào khán chào giả. Em tên là Mai Thị Kim Loan, em sinh năm 1979. Em sống ở đâu? Dạ em đang sống và làm việc ở Bình Dương, quê em ở Đà Nẵng. Mà gia đình em vô đây rồi, ba mẹ em vô đây luôn. Vậy hả? Bình Dương lên Bình Phước, Bình Phước qua Đắk Nông. Dạ. Cũng em đi xe máy lên đây 5 tiếng anh. Quá dữ luôn. Lần trước em đi sáng tối em về. Lần này đi với em gái. Em gái, những cái điểm mạnh điểm yếu của em coi. Dạ điểm mạnh của em thì em sống tự lập, đặc biệt là em kỹ tính, sạch sẽ gọn gàng. Và em cũng thích ca hát nữa. Còn điểm yếu thì em hơi nóng tính và em sống nội tâm. Ca hát sống là nội tâm đâu có phải điểm yếu đâu. Còn em sao em ơi, em trai? Dạ vâng ạ, em thì người của gia đình, chịu khó, cầu tiến. Điều gì em cũng có thể làm được, nhưng mà chỉ làm của nhà mình thôi. Bởi vì em không qua trường lớp nào cả. Điểm mạnh của em là chịu khó học hỏi, làm. Nhược điểm của em thì nói chung là sợ nhất là phụ nữ khóc, là em hay mềm lòng. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng đã đổ vỡ một lần rồi. Vợ em là đi theo con giáp thứ 13 rồi. Tại em là gọi là mãi làm ăn quá. Thế cho nên là cái thời gian mà để cho gia đình nó không nhiều. Thế nhưng là cô ấy thì không nghĩ như vậy. Bởi vì là mình là tất cả là vì lo cho gia đình thôi. Bởi vì bây giờ em cũng đứng tuổi rồi. Thế nhưng mà người phụ nữ của mình thì không hiểu được cho mình. Không phải không hiểu đâu. Mình cũng phải hiểu cho phụ nữ. Bởi vì có chồng mà chồng cứ đi suốt như thế, không ai chăm lo hết. Đôi khi người ta cũng cô đơn ha. Thôi mình không trách. Không, em thì, ở nhà thôi chứ không đi đâu cả. Thế nhưng có cái là em cũng lãng mạn lắm chứ không phải là không. Thế nhưng mà nó tình yêu sẽ đánh mà. Cái chuyện đấy thì rồi, mình khó nói với người ta lắm. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. Em có con chưa? Dạ em ba cháu rồi ạ. Lớn nhất là 21 rồi. Cháu đã xây dựng gia đình rồi. Bây giờ
Nhỏ nhất là nhiêu? Nhỏ nhất là 13. Rồi mấy cháu ở với ai? Thì bây giờ một cháu là lấy chồng rồi. Còn thì hai cháu thì một cháu 19 tuổi rồi thì cũng vào Sài Gòn này làm rồi. Thế còn một cháu thì đang học lớp 7 thì ở với mẹ. À. Dạ, thì em cất dưỡng hàng tháng. Rồi. Còn em thì sao em? Em mới mới tình rồi. Em thì em lập gia đình năm 2002. Và qua năm 2006 là ông xã em bị tai nạn giao thông mất. Rồi em ở như vậy là 15 năm em làm nuôi con. 15 năm ở như vậy nuôi con. Như vậy là con năm nay là nhiêu? Dạ, con em năm nay 16 tuổi. 16 tuổi rồi. Trai hay gái em? Dạ, con gái anh ơi. Là hai mẹ con bây giờ đang sống với nhau? Dạ, hiện giờ em sống với ba mẹ em. Còn con em thì đi học ngoài Đà Nẵng. Nhưng mà sao em gái ở đây 15 năm rồi hả? Đúng không? Dạ. Em chào anh. Tại sao vậy? Tại vì em lo làm để nuôi con, với lại em nghĩ con em con gái nữa, cho nên em không có cái suy nghĩ là mình sẽ bước nữa. Nhưng mà bây giờ con em nó lớn, nó đi học rồi, nó đi học xa rồi, cho nên là em biết mới nghĩ tới. Anh cảm giác rằng anh ở đây cũng là chân thành ha. Hai người thì cũng một lần đổ vỡ lỡ chuyến đò rồi. Có đồng ý về Đắk Nông không? Khi tham gia chương trình em cũng có nói rồi, thì đi đâu em cũng đi được. Em nghĩ cái người bạn đời của em, một nửa còn lại của em ấy, phải như thế nào? Người mẫu mà em thần tượng là anh Quyền Linh. Chắc là vì anh Quyền Linh mà em mới tham gia chương trình này đúng không? Dạ, em cũng hâm mộ hai anh chị lắm. Thấy anh Quyền Linh ảnh mộc mạc, đơn sơ, giản dị, hài hước, vui tính, mà một người đàn ông của gia đình nữa nên em rất là thích. Cảm ơn em. Anh cũng mộc mạc lắm nha Vy. Anh mộc mạc lắm á. Nhưng mà không đẹp trai mà anh Quyền Linh. Không, hay không em có trẻ trung hơn anh nhiều. Cũng đẹp trai. Anh giờ không có đẹp trai, anh mà thuộc trai mặt luôn rồi. Anh mà thuộc trai mặt luôn rồi. Có nghĩ là nếu như em hợp với ảnh thì là em có nghĩ về cái vấn đề con chung không? Em nghĩ là em cũng có con rồi, anh cũng có con rồi, mà hai người đã lớn tuổi rồi thì cũng không nên sinh nữa. Chứ bây giờ tuổi lớn rồi mà mình, nói chung thời gian qua em cũng cực khổ rất là nhiều. Bây giờ em chỉ muốn là mình được hưởng thụ thôi, chứ không muốn để mà bây giờ mà sanh con rồi ôm con nhỏ nữa rồi, nó nói chung nó cực lắm. Em có nghe? Dạ, chào chị. Thì bây giờ em nghĩ sao? Cái vấn đề con cái giữa hai người thì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là hai người. Hôm nay em đi với ai ạ? Dạ, em đi với em họ em. Em xin tự giới thiệu, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Ninh. Và em xin chào ban biên tập chương trình của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là tên là Nguyễn Thị Hương, em là em họ của anh Trọng. Và anh em thì đến từ miền đất của Đắk Nông. Dạ, anh em xuống đến đây từ lúc, đi từ nhà từ lúc hơn 3 giờ cơ. Xuống đến đây là 10 giờ sáng. Anh của em thì nói chung là một con người thì chân chất thật thà. Cũng rất vui khi được gặp chị. Và em cũng rất vui là khi có thể anh chị tiến tới được xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai vậy? Em đi với ba mẹ, với lại em trai, với em dâu. Wow. Chào bố, chào mẹ. Chào MC Quyền Linh. Chào MC Hồng Vân. Nói về vấn đề bản thân anh đã trình bày thì ở Đắk Nông là một cái địa phận mà nó nằm ở Bình Phước. Thì nhà chúng tôi ở Bình Dương thì nó cũng không có xa xôi mấy. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện kinh tế thì anh trình bày là cũng đã ổn. Và nhìn qua thì cái gương mặt anh thì cũng sáng sủa. Đối với tôi thì tôi cũng thấy cũng rất là, cũng coi như là làm được đấy. Ưng bụng đấy. Hay quá. Cho kéo rào đi, để rồi. Họ nôn nao quá kìa. Bây giờ mình mở rào. Anh có món quà tặng. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Món quà em tặng thì ý nghĩa món quà là em muốn người đàn ông đi bên em lúc nào cũng được chỉnh chu và tinh tế. Bây giờ hai bạn đều là ca hát với nhau hết. Rồi gặp gỡ đầu tiên mình văn nghệ đi cho nó thoải mái đi. Đi cho nó. Rồi để cho nó có tinh thần rồi. Em gái hát luôn. Em gái hát luôn. Bài hát này nó hơi buồn nhưng mà tại em thích, anh thông cảm nha. Em hát đi. Bài nào anh cũng thích hết đấy. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối vỡ tan. Sở thích của em thì như thế nào? Em thích nhiều lắm. Thích nhiều lắm.
thì em cho một cái cụ thể xem anh xem nghe thế nào. Thì em thích là thích ăn nè, thích ngủ và thích làm. Thích đi du lịch. À vậy hả? Thế thì thích tập thể thao nhưng mà em làm con mình, em làm biến tập. Ừ. Thế thì những cái đó là hợp mà anh, hầu như là những lời em nói là trong anh có hết rồi đấy. Anh thích đi sáng dậy đi tập thể dục, đi bộ một mình, nó tự do hơn. Thì sáng nào anh cũng đi tập thể dục à? Anh mong rằng là sau này em chưa có biết tập thể dục. Đó, vậy đứng dậy tập cho bạn gái tập thể dục thử coi sao. Thế sau này anh em đứng lên em đi tập thể dục được không? Thì em chỉ đứng tại chỗ vậy em không có đứng tại chỗ thôi mà đi thôi có gì đâu. Ủa không, tập thế nào đó, thở gì đó. Em hả? Hít đất hay gì? Em thì thường thường là chạy bộ, thế xong là về em hít đất. Rồi em làm cho cổ coi coi thấy khỏe mạnh không? Anh làm thử nha. Rồi. Khỏe đó. Anh hít hai cái là nằm luôn á. Rồi này dư khả năng lấy vợ nữa rồi trời dư, ơi. Dư dư. Rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thôi. Được rồi, khỏe. Còn đẻ được, khỏe. Nói chung là mình mất mát nhiều rồi, mình sẽ bù đắp cho nhau được không? Mình bấm nút nha. Hết thời gian. Hãy quyết định trong 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Em xin lỗi. Không sao. Có thể sau 15 năm trái tim ấy gần như đóng tất cả lại, anh nghĩ rằng chỉ cần một giọt mưa, chỉ cần một sự ấm áp nào đó, trái tim nó mở cửa ra. Rất tiếc, anh rất tiếc. Không sao anh. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Có những điều mình rất muốn nhưng mà không thể. Mày buồn quá không muốn nói gì luôn á. Mày bóc bỏ cái áo sọc ngang này đi. Sọc dừa. Sọc dừa.